Chào Vũ Lan, chào Ngọc Hà. Hôm nay Dương Vi sẽ điểm sơ về cái nhóm dân chủ quậy từ lúc Trinh Lê bị cơ quan an ninh điều tra người ta gọi lên làm việc và tạm giữ trong vòng 24 tiếng. Trinh Lê nữa đưa ra một cái bản danh sách dân chủ quậy của cái nhóm hiến pháp quậy á, thì từ khi Trinh Lê được thả ra sau đó dần dần những cái kẻ dân chủ quậy lần lượt được nhập kho. Đấy. Trinh Lê này tham gia vào cái nhóm hiến pháp của Dũng Biển Mặn, Uyên Thùy mà là người thường xuyên livestream đắc lực nhất với cái thằng Phạm Hòa Bình. Phạm Hòa Bình này hiện tại đang sống tại Đài Loan. Đấy. Đấy là cái tên Phạm Hòa Bình. Nhưng sau khi Trinh Lê được thả ra trong vòng khoảng 3-4 ngày sau thì những kẻ dân chủ quậy lần lượt bị bắt, đó là tên là Huỳnh Trường Ca. Tiếp đến là Dũng Biển Mặn và hôm mùng 10 tháng 6, có nghĩa là hôm nay ấy, lúc 2 giờ Lê Minh Thể cũng đã được nhập kho và tạm giam điều tra trong vòng 2 tháng đối với tên Lê Minh Thể do Công an tỉnh Cần Thơ người ta thụ án xử lý tên Lê Minh Thể. Trong cái nhóm dân chủ quậy này này còn có rất là nhiều cái tên mà Dương Vi cũng làm nhiều cái livestream thường xuyên nhắc đến. Đáng chú ý hơn ở khu vực phía Bắc có tên Xiêm Thái. Đấy là một kẻ khá là khôn ngoan, xảo hoạt. Tên Xiêm Thái này. Còn một tên nick nữa là Hùng Điêu Linh. Hùng Điêu Linh quê quán ở Hải Phòng, mọi người cũng không lạ gì tên Hùng Điêu Linh này. Chào Hương Thanh, chào tất cả mọi người nhé. Sau đây Dương Vi á sẽ đọc sơ lược lại cái danh sách mà sau khi tên Trinh Lê ra khỏi cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra đó. Mãi sau này có cái bản danh sách này này. Đó là thứ nhất Trần Bản Lính, thứ hai Ngô Văn Dũng tức Dũng Biển Mặn đã bị bắt. Bây giờ có Nguyễn Uyên Thùy quê quán ở Huế nhưng mà lấy chồng sinh sống ở Đắk Lắk. Đó là Nguyễn Uyên Thùy trong nhóm hiến pháp. Huỳnh Trường Ca cũng đã bị bắt. Trần Bản Lính chưa này, Ngô Văn Dũng thì bị bắt, Huỳnh Trường Ca bị bắt, Uyên Thùy chưa, Hồ Văn Hùng, Phạm Văn Tám, Hoàng Trọng Mẫn, Lê Minh Thể hôm nay nhập kho này. Tiếp đến Mai Phước Chờ, Trần Hoàng Lan. Trần Hoàng Lan này ngày trước nó từng là một đảng viên Đảng Cộng sản nhưng do cái tư tưởng lệch lạc nên đã bị khai trừ ra khỏi đảng và hiện tại đang trông trẻ. Đấy là tên Trần Hoàng Lan. Nguyễn Văn Tâm, Lê Thị Bình, Trần Thị Kim Yến, Hồ Văn Cương, Trần Thị Hương,
Bùi Tuyết Mai, tức Mai Bùi, Võ Thị Hà, Võ Hà, Phạm Minh Thảo, Thảo Phạm, Nguyễn Thị Trúc, tức là Trúc Lé, vợ Trương Hữu Lộc. Đấy là cái danh sách sau khi tên Trinh Lê ra khỏi cơ quan an ninh điều tra thì đã có. Còn rất là nhiều tên khác mới nổi lên trong cái đám dân chủ cuội này này, tham gia vào livestream kêu gọi người xuống đường biểu tình, kêu gọi mọi người đi biểu tình ở trước các lãnh sứ quán ở thành phố Hồ Chí Minh và đại sứ quán ở khu vực Hà Nội. Để làm gì? Để cho cái đám dân chủ cuội, cái nhóm mà Dương Vy hay đọc tên ấy, nêu tên ấy, có cơ hội xin vé tị nạn để đi sang các nước như Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Bỉ, đấy, vân vân. Đấy là việc mà mục đích mà cái đám dân chủ cuội làm. Đấy. Ngoài cái danh sách 19 người Dương Vy đọc tên nêu trên á, thì chúng ta còn biết một người đã từng sinh sống ở Pháp và bây giờ quay Việt Nam, mang hai quốc tịch vừa Pháp vừa Việt Nam, đó là Daniel. Đấy. Tên Daniel này cũng xuyên tạc về cái chế độ và cũng những cái gì mà Đảng Cộng sản hiện đang làm cho nhân dân và đất nước. Đặc biệt hắn xuyên tạc và đòi yêu sách về vấn đề y tế, giáo dục. Đấy là cái việc mà hắn thường xuyên bôi nhọ Đảng, Nhà nước để hắn kêu gọi người dân tham gia vào cái diễn đàn của hắn. Tiếp đến còn anh Sĩ Đan, Sĩ Đặng á. Anh Sĩ Đặng, cái ý đồ của anh ấy đã rõ, như nhiều cái level Dương Vy đã làm trước đây và có đăng ở trên kênh Giải Độc Chính Trị YouTube, đó là tên này kêu gọi mọi người tham gia vào biểu tình và ý định biểu tình vào ngày 25 tháng 12 năm 2018. Mục đích để làm gì thì Dương Vy cũng đã phân tích ở những cái level trước, đó là tên Sĩ Đặng. Còn thêm nữa, đó là Thường Văn Lê, hắn cũng tham gia vào nhóm Hiến Pháp, cũng livestream. Hắn lợi dụng vào cái điều 25 Hiến Pháp đó đánh lận con đen, kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình. Nhưng cái câu cuối cùng của điều 25 Hiến Pháp hắn không bao giờ đọc. Đấy là tên Thương Văn Lê. Tiếp đến Hắc Toàn Phong, Châu La Khải, mọi người biết Châu La Khải, Châu La Khải này này. Hắn mở diễn đàn ra chửi Đảng, Bác, xuyên tạc về cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, kể cả cái chết của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đấy là tên Châu La Khải. Trần Quang Dũng cũng là một tên mở diễn đàn mới, khá đông người theo dõi. Vương Hoàng, tức Hoàng Vương, cũng vừa mới mở diễn đàn trong tháng 10 này, tháng 9, tháng 10.
Còn Lê Trọng Hùng này là một cộng tác viên của CHTV, là đệ tử đắc lực của Dũng Vô Va. Đấy. Dũng Vô Va đặc biệt lại không xuyên tạc một cách trắng trợn về Đảng, Nhà nước như 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 tên Lê Trọng Hùng làm cho kênh CHTV này. Mà cái kênh CHTV này do Dũng Vô Va làm, Dũng Vô Va chủ yếu là giải quyết cái đơn thư khiếu nại tố cáo về đất đai của cái nhóm dân oan ở ba miền từ Bắc, Trung, Nam. Đấy là cái việc mà Lê Trọng Hùng thường xuyên làm. Tiếp đến là huy chương đoàn, tức đoàn huy chương. Còn tên Đặng Hoàng Vĩ này nữa. Đặng Hoàng Vĩ này xuyên tạc đủ kiểu, đặc biệt là về cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Và người tham gia để viết bài xuyên tạc ngay ngày hôm sau sau cái chết của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, hắn có mời một người nữa lên phụ để nói về cái chết và những cái công việc ngày xưa bóp méo cái công việc, cái sự nghiệp của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đó là cái nickname vịt 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 đấy. Tiếp đến là cái nickname giáo sư hớt tóc. Nó là Trần Duy Chiến. Đấy là những cái nickname mới nổi lên trong tháng 9, tháng 10 này để livestream kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình hoặc xuyên tạc về Đảng, Bác. Đấy là những cái diễn đàn mà ở trong nước người ta mở ra, nhưng chúng ta phải thật sự chú ý đến cái diễn đàn của Nguyễn Viên Thùy ngày trước tham gia cái nhóm hiến pháp rất là tích cực. Trong đó có một người rất là nhỏ tuổi trong nhóm hiến pháp chúng ta phải để ý, cực kỳ để ý, đó là bé Cát Linh. Cát Linh này được Rô Sơ Đào nhận làm con nuôi, đồng thời á được Dũng Vô Va đào tạo để làm sao để thực hiện việc livestream làm phóng viên tự do để tuyên truyền xuyên tạc trong cái việc mà chống đối chính quyền địa phương, chống đối lại Đảng và Nhà nước. Đấy là cái việc làm của Cát Linh. Đạt ơi, đợi anh một lát để anh nói hết cái danh sách của cái đám này đó. Đó là cái việc làm của Cát Linh. Sau đó chúng ta phải nhớ đến cái nick vui vẻ với Châu La Khải này. Châu La Khải livestream được 24 trên 24 giờ. Thậm chí hắn một ngày 24 tiếng, chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng thôi, ngủ dậy lại livestream, ngủ dậy lại livestream. Đó là Châu La Khải. Tiếp đến là cái nickname Anh Vui Vẻ.
anh vui vẻ này, gia đình đều là đảng viên, bố mẹ anh chị em đều là đảng viên, gia đình 5 người đảng viên, nhưng anh vui vẻ này đó không chấp hành trong kỷ luật quân đội và bị đuổi ra khỏi quân đội, quay ra xuyên tạc nói xấu về chế độ đảng nhà nước, và ngày live stream phải đến khoảng 16 tiếng đồng hồ một ngày cũng xuyên tạc về đảng. Bác đầu tiên chưa chửi đảng, bác đấy, chưa chửi lãnh đạo, nhưng bây giờ hắn đã có cái ý đồ đó, tỏ ra cái thái độ chửi đảng nhà nước, xuyên tạc về bác. Và trong tháng 9 này, những cái diễn đàn ở hải ngoại mới nổi lên, đó là Thường Văn Lê, à xin lỗi, cái đấy là Thường Văn Lê này ở trong nước. Quân Trương thì trước đó rồi, còn Đông Tà, đấy, Đông Tà mới nổi lên, chuyên xuyên tạc về lãnh tụ. Tiếp đến Vũ Sư Hùng Lân, Vũ Sư Hùng Lân trong vòng thời gian này á, diễn đàn của hắn cũng lôi kéo được rất là nhiều người, có thời gian cũng lên đến được khoảng hơn 200 người. Đấy là của Hùng Lân, John Nguyễn, Triệu Thị Trinh, Bích Trang. Bích Trang thì cũng vừa live stream được từ tháng 8, cuối tháng 8, đầu tháng 9 này thôi. Tiếp đến nữa là Bạch Hoàng Tuấn, Huỳnh Minh Châu, Minh Thu Nguyễn, Má Tiểu Linh và Phương Duy Võ, thì cái diễn đàn mới nổi lên trong vòng tháng này thôi, chưa được tháng. Nghĩa là Phương Duy Võ trước đấy là chỉ live stream hát hò này nọ thôi, nhưng bây giờ diễn đàn của Phương Duy Võ cũng thể hiện cái bản chất chống đối đảng và kêu gọi người dân tham gia biểu tình biểu tọt này nọ như kiểu đám Tân Thái và Tiger Google vậy. Đấy là việc mà cái đám mới nổi lên này nó làm. Còn đối với cái diễn đàn của Bích Trang ấy, Bích Trang này là cũng thường xuyên hay về nước, nhưng từ khi hắn live stream tuyên truyền nói xấu xuyên tạc về đảng thì đã xác định không về nước rồi. Phương Duy Võ này, ngày trước quê quán của Phương Duy Võ này ở Đắk Lắk. Đấy là những cái diễn đàn mới nổi lên trong từ đầu tháng 8 cho đến nay hải ngoại. Đạt còn ở đây không Đạt ơi? Còn đối với cái tên Lê Minh Thể, hầu như các diễn đàn ở hải ngoại đều tham gia vào với là tư cách khách mời. Nó Lê Minh Thể, Lê Minh Thể này là một tên chăn vịt này, đi các diễn đàn Tân Thái, Benny Trương, Sophia Ngọc Nguyễn hay là bất kỳ ai. Mà tối hôm kia, có nghĩa là tối mùng 9, hắn còn đến diễn đàn của Vũ Sư Hùng Lân. Đấy. Đạt ok Đạt ơi. Trong những cái diễn đàn xuyên tạc để tuyên truyền chống phá đảng nhà nước mạnh mẽ nhất, bây giờ phải nói đến cái diễn đàn của Nguyễn Uyên Thùy. Đấy, một phụ nữ gốc Huế lấy chồng sinh sống tại Đắk Lắk đã bị cơ quan cảnh sát, cơ quan an ninh điều tra
tỉnh Đắk Lắk. Nó mời lên làm việc sau vụ việc mùng 10 tháng 6. Nhưng ả vẫn chứng nào tật đấy, không thay đổi được cái bản chất chống đối đảng, nhà nước, chống phá chính quyền nhân dân. Dương Vi tin rằng sau khi bắt tên Lê Minh Thể thì cơ quan an ninh điều tra cũng sẽ dần dần sờ gáy đến tất cả những kẻ trong cái nhóm của Uyên Thùy, Biển Mặn và Dũng và Dũng Ngô Văn Dũng, Dũng Biển Mặn. Đấy là việc mà cơ quan an ninh điều tra người ta sẽ tiếp tục làm. Mà đặc biệt hơn với cái điều 118 áp dụng cho cái nhóm dân chủ cuội này là hợp lý. Đấy, còn với một số kẻ độc lai độc vãng như Xiêm Thái này, đấy, Xiêm Thái, Lê Trọng Hùng, thì những người đó nên áp dụng một cái điều 88 thì bọn chúng chắc là ở được lâu lâu, bóc được nhiều cuốn lịch. Đấy, tại sao những cái diễn đàn ở trong nước như cái diễn đàn đấu tranh phản biện chống lại cái luận điệu xuyên tạc của cái đám Ba Sọc Ngụy Lưu Vong ở hải ngoại, cái đám Việt Tân ở hải ngoại cùng với cái đám dân chủ cuội trong nước này không được người ta hưởng ứng là sao? Bởi vì những cái diễn đàn này này thường thường nói về đúng cái bản chất sự việc của cái đám dân chủ cuội, nó hay gây ra ảnh hưởng đến cái nền an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Đặc biệt hơn á, với những cái tên hay livestream dạo ở quán cà phê các thứ của cái nhóm dân chủ cuội này, như như tên nickname Vui Vẻ, điều đó gây ra những cái rất là hệ lụy, rất là xấu cho việc quản lý cái khu vực địa bàn của cơ quan công quyền. Đối với Hùng Lân thì cái bản chất của nó đã rõ. Bản chất của nó nham hiểm, không kém gì thằng A Quy. Nhưng A Quy ấy, nó khôn khéo, nó không bao giờ xuyên tạc thẳng mà nó đi lòng vòng, nó không bao giờ chửi bác. Nhưng mà nó xuyên tạc về đảng là nó xuyên tạc lòng vòng. Và đặc biệt hơn, dưới tay của A Quy ấy, nó có một số lượng người trung thành với nó, và nó cho những người đó thường xuyên về nước cấu kết với một số thành phần cũng lên mạng xã hội này này để phá những cái diễn đàn ở trong nước, đồng thời cũng lập ra những cái nhóm này nhóm nọ để kêu gọi biểu tình chống đối. Nhưng A Quy á, nó có một số cơ sở làm ăn ở trong nước. Đối với Vũ Sư Hùng Lân á, chỉ là một kẻ gọi là
ô hợp thôi. Cũng như kiểu Bùi Tín, như anh Phạm nói là Bùi Tín thứ hai thôi. Bây giờ các diễn đàn ở hải ngoại chúng đều đấu tố nhau, bởi vì sao? Bởi vì chia chác tiền không đều, và có một số diễn đàn người ta cũng mở ra để kêu gọi người dân ở trong nước đấu tranh, nhưng mà không phải hình thức là biểu tình. Đấy, nó chống đối lẫn nhau, và từ đó nó có tranh cãi và chửi nhau rất là thậm tệ bằng những cái gì mà những người văn hóa, người người ở phương Đông đó, người ta không thể chấp nhận được, với nghe được những câu từ, những văn hóa đó. Đặc biệt đó, những người gọi là văn minh, lịch sự, dân chủ, nhân quyền đang sống ở cái nước gọi là văn minh bậc nhất thế giới mà nói ra được những cái câu từ không thể chấp nhận được. Đó là gì? Đó là những cái bẩn thỉu nhất, những cái xấu xa nhất của xã hội. Đó. Nếu mà một ngày gần đây á, Đảng Cộng sản nó sụp đổ, thì cái đám dân chủ quậy như đám Tân Thái này, với đám Ba Sọc, đám Tân Thái, Benny Trương hay là đám Lê Minh Thể, nó lên lãnh đạo nắm quyền thì đất nước Việt Nam này sẽ loạn như thế nào? Người dân sẽ đi đâu, về đâu? Mà cái văn hóa bản sắc của dân tộc đấy, nó sẽ bị tha hóa biến chất như thế nào? Đấu tranh, cái phương pháp đấu tranh của các vị ấy hoàn toàn sai. Dương Vi á, nếu đứng vào cái cương vị đấu tranh như vậy thì không bao giờ đấu tranh bằng hình thức đó, mà ngược lại sẽ làm cho đối thủ mình, tức là Đảng Cộng sản, người ta phải nể và gờm mình. Đấy. Và những người dân, đặc biệt là những người nông dân như Dương Vi này, người ta phải tin tưởng và luôn luôn nghĩ người đó nói đúng sự thật và nói đúng cái bản chất của sự việc. Chào anh Võ Thanh, chào Nguyễn Hoàng, chào Nam Phong Vũ. Đó là những cái việc mà Dương Vi phải làm đầu tiên. Nhưng bọn chúng đâu có làm được như vậy. Bọn chúng chỉ lợi dụng vào cái công cuộc gọi là đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền cho đất nước Việt Nam. Chúng lợi dụng vào đó để kêu gọi người ta xuống đường biểu tình, để mục đích lừa đảo bà con kiều bào ở hải ngoại thông qua những cái chương trình nhạc hội do các đài SABT này, Vietlite này, BBC hải ngoại nó tổ chức. Đấy, nó tổ chức những cái đêm nhạc hội đó để quyên góp. Có nghĩa là kiều bào ở hải ngoại đến tham dự cái chương trình đêm nhạc hội đó
thì bọn chúng sẽ bỏ một cái thùng đặt ở trước cửa vào trong cái bàn tiệc đó. Đến lúc tiệc tan thì mọi người về, ít thì bỏ 50 đô hoặc 100 đô, nhiều thì 500, 1.000 đô. Cái điều đó Dương Vi đã từng xem nhiều cái chương trình trực tiếp từ đài SMBT. Đấy. Và lừa đảo qua cái hình thức đó là một. Cái hai là thông qua việc kêu gọi biểu tình trên Facebook. Nghe này, là câu view, câu like, qua đó lại đăng lên YouTube, kiếm tiền từ ông Facebook là một. Hai là ông YouTube. Đấy, như Tân Thái và Benny Trương bây giờ đã kết hợp với nhau dùng một nick của Tân Thái đang làm. Đó là việc làm của cái đám dân chủ cuội, cái đám ba sọc ngụy ở hải ngoại. Còn ở trong nước, tất cả những cái diễn đàn khác, nếu mụ Nguyễn Nguyên Thùy mở thì những cái diễn đàn dân chủ cuội, nhóm hiến pháp không mở mà tập trung sang cái diễn đàn của Nguyên Thùy. À, để kích động chia sẻ có thêm view, thêm like, và đồng thời á những kẻ như Rose Đào, Tân Thái, Benny Trương hoặc như Google, Tiger các thứ nó cũng có mặt ở trong cái nhà của Nguyễn Nguyên Thùy đó. Đấy là cái việc mà cái đám dân chủ cuội nó đang làm và đang thực hiện. Ý đồ của bọn chúng á, kêu gọi biểu tình vào ngày 13, 14 tháng 10 này, tức 2-3 ngày tới. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Không xảy ra có nghĩa là đồng thời chúng ta không nên lơ là, đặc biệt là lực lượng chấp pháp, lực lượng giữ gìn an ninh khu vực, các khu vực ở những nơi nhạy cảm thường xuyên bọn chúng hay tụ tập. À, sau cái vụ này á thì ngày 20, từ 22 tháng 10 thì lực lượng an ninh trong cả nước sẽ thắt chặt. Bởi vì sao? Bởi vì 22 tháng 10 theo dự kiến sẽ mở kỳ họp thứ 6 Quốc hội. Và bọn chúng có ý động đồ và muốn hành động bằng hình thức là dùng sử dụng cái lực lượng anh hùng bóng đêm để làm sao để lại làm loạn lên như cái khu, như vụ ở công an phường 12 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh á. Đấy là cái ý đồ của bọn chúng làm để kích thích những cái đám dân chủ cuội này này có sĩ khí hơn để tham gia kêu gọi và xuống đường biểu tình. À. Mà vợ chồng Châu Tâm á, rất là cực đoan hơn cả Tân Thái trong cái việc kêu gọi người ta xuống đường biểu tình, dùng cái này cái nọ để chống đối lại lực lượng chức năng ấy. Đấy là trong cái việc mà trong tháng 10 các lực lượng người ta cần lưu ý đến cái nhóm ba sọc Việt Tân Dân Chủ Cuội này. À, như vậy. Còn đối với bà con nhân dân ở trong nước thì sau cái sự việc tháng 6 vừa rồi á thì người ta cũng đã biết được cái bản chất, bộ mặt thật của đám ngụy ba sọc
với đám Việt Tân Lưu Vong này, cộng với cái đám dân chủ cuội trong nước bị bắt dần, bị điểm danh dần. Đấy là cái tín hiệu rất là mừng cho bà con nhân dân. Chào Nguyễn Đức Thắng. Việc mà cơ quan an ninh điều tra sờ gáy đến cái nhóm dân chủ cuội, cái đám hiến pháp này, thì cảm thấy rất là ok đấy. Anh mời Thắng lên nhé. Đang thêm Thắng. Hello anh. Chào em. Cái chuyện gì mà em khỏe chứ? Mình nói chuyện gì đây? Nay mình nói cái chuyện gì đây anh? Anh nói đến cơ quan an ninh điều tra các tỉnh ấy. Người ta đang sờ gáy đến cái nhóm hiến pháp, cái nhóm dân chủ cuội từ Dũng Biển Mặn đổ xuống cho đến Lê Minh Thể. Đấy. Mình cái đó thì mình em chỉ khuyên như này là mình đừng có chú ý những con cá lớn quá nhiều, cá lớn thì nó quá nổi. Mình phải chú ý những con cá nhỏ. Đúng rồi. Cái con cá nhỏ nó sẽ là cái mầm mống khó tiêu diệt nhất, tại vì nó rất đông. Còn con cá lớn mình chỉ cần tiêu diệt con cá lớn, nó cá lớn thì nó có 5-6 con là cùng. Còn cá nhỏ thì nhiều lắm. Mà bây giờ cái đó thì theo anh nghĩ cơ quan an ninh điều tra người ta sẽ cần bắt những cái con cá lớn nào thì bắt, và cá nhỏ thì sẽ nằm ở trong cái vùng người ta quay lưới kia rồi. Đấy, thì đám dân chủ cuội nó cũng vậy thôi. Cá nhỏ thì mình bắt trong những cái cuộc biểu tình nó, đúng rồi. Nó thì mình tổ chức mình bắt chuyên nghiệp hơn chút xíu. Thằng Biển Mặn nó ở Tiền Giang, em biết nó ở Tiền Giang. Thằng này nó giàu lắm. Ông ấy là chủ đồn điền cà phê mà. Thằng đó nó rất là giàu, nhưng mà mỗi tội nó bị kích động, gọi là bị nhồi sọ. Nhưng mà cái tội đáng tội đó là nó đã lớn rồi mà nó còn bị nhồi sọ nữa. Nhồi sọ là một cái nhá. Cái thứ hai á, nó đã từng nhận tiền của cái đám ba que ở hải ngoại. Nhồi sọ rồi nó mua chuột luôn. Đó, anh thấy không? Nhồi sọ rồi mua chuột. Để rồi khi mà mình nắm được bằng chứng, khi mình đưa ra những cái bằng chứng thuyết phục, thì lúc này không còn gì để nó cãi cả. Mà không còn chuyện cãi thì coi như là cứng họng mà. Đúng rồi. Chứ hồi đó là cái gì lắm á. Hồi đó là mình nói là nó cãi á, mình nói 10 nó cãi 10 á, nhưng mà khi bằng chứng thuyết phục được đưa ra là nó không dám cãi nữa. Đấy, đấy là cái việc mà người ta đang điểm danh đến cái nhóm hiến pháp, và cái công việc của các cơ quan an ninh hoặc là các như bảo vệ tổ dân phố các thứ làm trong tháng 10 này, trước lúc khai mạc kỳ họp Quốc hội tới này, chúng ta phải lưu ý đến cái đám dân chủ cuội này, bọn chúng sẽ sử dụng cái lực lượng gọi là anh hùng bóng đêm ấy, cái bọn giấu mặt như chú bảo là cái con cá nhỏ đấy, thì bọn chúng sẽ sử dụng cái lực lượng đấy để phá hoại một số nơi để gây tiếng vang đấy. Bọn nó là cái bọn chết thế đó. Anh khẳng định đợi em tí. Chào chúng mình khổng lồ. Cái bọn chết thế là cái bọn nó, thằng chùm nó không bao giờ nó ra, nó chỉ dùng những cái tay chân để chết thế. Như cái vụ biểu tình ở nhà thờ Đức Bà hôm 10, 11 tháng 6 ấy, anh có thấy
cái cô bé gọi là Bùi Nhi live stream đó, thì có bóng dáng của Mụ Uyên Thùy với một người nữa đi cùng Mụ Uyên Thùy ngồi trên một chiếc xe máy. Anh bảo Bùi Nhi quay vào gần một chút, nhưng mà Bùi Nhi hồi ấy chưa biết anh, nên là Bùi Nhi cũng là đấy đấy Mụ đấy. Thì anh nhìn cái đồng hồ trên tay Mụ ấy thì nó giống À, tháng sáu cái đây đồng hồ mà Mụ Uyên Thùy đeo, mà vóc dáng cũng giống vậy. hồi đó hồi cái lúc đó em cũng Đó. có đăng đó để mà em cập nhật thông tin cho bên mình á, là em có thấy Đúng một cái bà đó nha, dương biểu ngữ và rất là hăng, cái hàng nhào vô kêu bằng nhào vô là muốn ăn tươi nuốt sống lực lượng chức năng, kêu là rồi gọi là 995 đặc khu rồi kia Dương nọ. Nguyên. Em vào rồi em nói á, là tại sao mà mình cho thuê như vậy, là để phát triển Làm kinh lạnh tế mình. coi như là này nọ kia, thằng 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 thằng, thằng anh nó thuê Hồng Kông được mà mình rồi mình đứng mình giải thích hồi nó muốn nó cãi không lại, nó muốn đánh mình luôn. Thế là mấy anh lực lượng chức năng dạt em ra, dạt em ra. Bà đó bà rất là hăng, cầm biểu ngữ dương lên là coi như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn đó. Anh thấy chưa, anh thấy nó bị kích động tới như vậy đó. Anh à, Mạnh Ninh hỏi Thắng còn đi học không em? Dạ em nghỉ rồi anh, em nghỉ, em đi Rồi anh làm, Bảo Thanh. em nghỉ thì là thôi giờ em lên chia sẻ tí thôi, là em cũng phải đi ngủ để mai em đi làm tiếp. Có gì anh em mình thứ bảy chủ nhật anh em mình nói thêm nha. Em chào diễn đàn. Chúc chú ngủ ngon nhé. Dạ. Em mời anh Khải Định. Rồi chào em, chào mọi người. Vâng, chào anh. Chúc anh có Giờ một vui quá buổi nhỉ. tối tốt lành và mạnh khỏe. Em ơi, có biết Dạ. Lê Minh Thể vô khó chưa? Em biết rồi. Ừ, nó vô lúc đấy có khoảng 3 giờ nhỉ, chắc không 3 giờ chiều nhỉ. 2 giờ bị tạm bắt tạm giữ. Ừ, tạm giữ rồi. Thằng ấy nó mất dạy đấy, vậy thằng đó mới thằng Biển Măn, mới thằng thằng gì ở Cần Thơ nữa, thằng bên đây mình thấy đúng là Cần Thơ, còn thằng Biển Măn ở Đắk Lắk, nó gần chỗ anh. Thằng Biển Rồi. Măn cách 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 Lê anh Minh có Thế, Biển Mặn với thằng chữ ca gì, Huỳnh chữ ca, Huỳnh Trường Ca, nhìn ca bắt Huỳnh rồi, Trường nó cũng Ca. cùng rồi. Ừ. Còn nữa Đó anh mấy cái ạ, thằng cái nhóm đấy còn nhiều lắm. cái nhóm này còn Uyên Bây giờ Thùy với cái cái thằng trong ấy nhóm trốn đấy rồi, là còn, vâng, còn hai trong đứa nhóm đấy bây giờ còn là Mụ Uyên Thùy, Mụ Uyên mấy Thùy, cái con diễn đàn Mụ Uyên Thùy đông lắm. mấy con đấy nữa, cái con cái thằng gì nữa, thằng thằng Mẫn nữa, có cái thằng Mẫn nữa là hai hai đứa đang trốn, nó không có, nó trốn, nó live stream thôi chứ nó không đem về nhà. Rồi chào Nguyễn Hoàng Trốn nhé, rồi đâu, Nguyễn Hoàng nhé. trốn đâu cho thoát, trừ khi nó Ừ. không sử dụng điện thoại. Nó còn Nói sử chung dụng điện thoại thì đều là tìm ra bọn chào nó cho hết. Nguyễn. Nói chung là nó dùng định vị nó túm hết, nhưng mà nó chỉ live stream một tí xong nó lại từ chỗ này nó chạy chỗ khác, nhưng mà trước sau thì cũng vào Chạy dọa đâu, thôi, chạy trước đâu sau thì cho nó cũng thoát. vào dọa thôi, nó định vị được mà. Huỳnh Trương Ca đúng rồi, Anh đi với Huỳnh Huỳnh Trương Ca. sử dụng, nếu mà cùng điện thoại của em vẫn tìm được anh. Không dùng dùng thì hình như là dùng điện thoại thì là nó định vị, nhưng còn chỉ dùng Facebook này, hình như Facebook nó giấu cho nó không dám bảo là Dấu nó cũng dấu vẫn có đường link anh ạ. đăng. Ừ. Thì anh thấy Vâng, là chẳng điện qua điện Facebook là vấn mà. đề nó không phạm pháp thì người ta không tìm đến. Nếu mà đã Ừ đúng phạm rồi. pháp thì người ta tìm đến thì rất là dễ. Bởi vì hiện tại bây giờ là nó chưa đặt máy chủ ở Việt Nam, cho nên anh nghĩ rằng là nó chưa cung cấp. Không cần đâu anh. Nói chung Mình dùng máy tính vẫn tìm ra được mà. đâu cái nếu như nhà mạng họ không cung cấp thì cũng khó, nhà mạng cũng cung cấp cho bên an ninh thôi.
Đá thằng ấy cho Rồi. nó vào, thằng ấy nó mất dạy cực kỳ luôn, thằng ấy nó mất dạy hơn hơn cả thằng Biển Mặn. Đúng rồi, Thằng Lê ấy Minh mất Thế này thằng là quê ở Long An. nó ở Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Nó thằng này là thằng mất dạy hơn cả thằng thằng Biển Mặn. Cái thằng Biển quê Mặn thì nó không 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 chửi bới mấy, mà cái thằng Lê Minh Thế, thằng khốn nạn đó, cực kỳ khốn nạn luôn. Nó nói cực kỳ Lê khốn Minh nạn. Thế là bảo các diễn đàn khác lốc em rất là nhiều, từ diễn đàn Ừ, thế Tân nó Thái chặn, bên Y Chương nó bảo. Vâng. nó chặn đây Hả? đây đây lâu rồi, nó chặn đây lâu rồi. Bởi vì cái tầng nó cái tầm lúc 3 giờ là cái thằng Hiến Pháp Mẫn nó live stream, nó báo cho đồng bọn nó, thì là chia sẻ vào mấy anh em biết. Còn cái thằng Tú Lê đấy, đây này bị mẹ, còn thằng Tú Lê này nó cho nó vào dọ lốt đi, thằng giặc giáo này. Thằng này mẹ mày suốt ngày suốt trước sau giờ thằng Tú Sao Lê chúng này yên lúc này tâm đi. cũng được 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 vào 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 Đạo vài đức dọ với không? thằng Tú Lê đấy. Tổ tiên mày thì còn đớp hơn người ta, cướp hơn người ta thì mày không nói. Mày suốt ngày nên cướp đất, ai cướp đất của chúng mày? Mẹ mày đền bù chúng mày ít tiền, chúng mày không thích, chúng mày đòi ăn nhiều của Chào thằng Phạm Tú Văn Lê này. Tiến. Chúng mày mẹ mày cái dân oan thì chúng mày thì mẹ mày là những cái loại dân dân dân, dân, dân. Cướp thì dân oan thì chúng mày oan, khi sống thì bố láo bố nếu, muốn tranh giành quyền lực, muốn tranh giành cướp nước, khi bị bắt thì lại nói này này tù lương tâm. Mẹ chúng mày cái lương tâm thối nát thì chúng mày tù mẹ chúng mày đi, chúng mày sống làm cái gì, dạng lương tâm chúng mày thối nát. Tổ tiên chúng mày ngày xưa thì mẹ mày đi theo Pháp theo Mỹ, có bắt cơm ăn không biết nhục à. Còn bố này cặn bố rồi Tu Lê này, mẹ mà tổ tiên thì chúng mày đi u mày hết hết mẹ mày ăn cơm thừa canh cấn hết của thằng Pháp thằng Mỹ thì bây giờ là đòi làm cán bộ. Mẹ nhưng mày không biết nhục, nhưng mà im đi là cho đỡ thối. Tao thật, tao 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 hỏi rằng là ai đến nhà mày ấy, thằng Tu Lê, tao hỏi ai đến nhà mày, mày có đòi hỏi Chào chị xét lý lịch nhớ không, mày mày có đòi hỏi mày xét lý lịch không, mày có đòi hỏi chứng minh thư không, mày có đòi hỏi nguồn gốc không? Bây giờ năm 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 lãnh đạo thì người ta phải tìm nguồn gốc những thằng tốt chứ, để tìm nguồn gốc những thằng mà bán tổ tiên cho Pháp với Mỹ thì mày có nghe được không? Nếu như là mày nằm nằm lãnh đạo thì mày 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 có cho những người đi làm 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 không? Mà chúng mày cứ cứ ghen ăn tức ở vậy, trước ngày chúng mày thì không chịu nào, chúng mày nên chúng mày quậy phá là làm sao? Thấy không? đấy, Con tu này bây tao giờ thì còn còn có anh Sầm Kỳ dân Trăng tham thì Trinh cho này ăn cho ủng chúng hộ đấy. cho Đào Minh Quân này này anh này, Sầm Kỳ Trăng Trinh này đấy, còn Phạm Thu Hương nhóm Hiến Pháp ở Hải Phòng này cũng hay livestream nhưng bị công an thành phố Hải Phòng á mời lên làm việc 2-3 lần rồi, Yên ổn cũng làm bị mà ra kinh ăn cho tế chúng chay. mày, yên ổn cho người dân người Còn ta đối làm người ta với ăn thì mẹ chúng mày. Những cái kẻ kẻ ở dưới này như Tú Lê ấy, không anh em mình không cần phải nhắc đến làm gì, nó nếu mà Cái gì xuyên tạc tổ nó tại các láo con nó thì lúc thằng nó Tú bị tức. Lê phải không? Chúng mày Nào. chống ngay trong nhà chúng mày, gia đình thì chúng mày còn đang dột nát, tổ tiên thì chúng mày cũng đi vơ vét cướp. Chào Đường Hoa Xuân. Chào chị. Thấy chưa, chúng mày ngay từ trong nhà chúng mày thối nát rồi, chúng mày nói gì đến ngoài. Còn chúng mày chống những người nào, chúng mày bắt được ai, chúng mày đúng theo luật nhà nước, chúng mày tố cáo, bắt sống nó vào, tao yêu cầu mày có bằng chứng mày bắt nó vào. Thì mẹ đến bộ trưởng là đến đến ủy viên bộ chính trị còn túm cổ vào kho nữa này, những vớ vẩn gì. Nhưng mà chúng mày chỉ nên chúng mày nên lợi dụng thôi, lợi gió bẻ măng thôi, muốn 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 lợi dụng cái việc đó để mà lật đổ chính quyền, để mình nên làm chính quyền hả? Nhưng mà không ai người ta cho làm. Chứ mày mà nên định vẽ con thằng Tú Lê này, mà mày mà nên được làm lãnh đạo được cái cứ nước này thì tu mà tao lên đâu, tao lên trước mày nha. Mày cứ lợi dụng những cái chuyện dân chủ nhân quyền rồi ngôn luận để chúng mày bị mẹ mày xuyên tạc, để chúng mày mục đích của chúng mày này âm mưu thối nát là chúng mày. Tổ tiên nhà mày ngày xưa thì mẹ mày đi 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 làm nô lệ cho thằng Pháp ấy, mẹ mày giết người cướp của, mẹ mày đi làm tay sai cho Mỹ bắn người mới có ăn đấy, Chào sao Võ chúng Trung mày không Nam. nói đi?
lúc này chúng mày muốn cha ông bà chúng mày là đừng có đi bắn người nữa để mà ăn nữa, đừng có đi giết chóc nữa để mà ăn nữa. Đi mẹ mày thời này có tham nhũng còn hơn thời xưa của chúng mày, tổ tiên chúng mày còn được yên bình không có tiếng súng, còn thời tổ tiên chúng mày không vét bằng mấy, không mẹ mày nó dùng súng nó dí vào đầu nữa. Chính xác. Mẹ mày ra ngoài đường mẹ mày quần cái quần cái quần rách không có con gái ngoài đường mẹ mày mặc quần còn phải mặc mẹ mày bịt bướm lại nó hiếp hết mày mẹ chúng mày cứ nói tội xuyên tạc cản trở tao không bao giờ cản trở nhưng mày nói có sách mách có chứng tu nê mày có mách có mách mách có chứng mày mang tận trung ương người ta mang mày tặng thưởng cho mày bữa nay có con luật thưởng cho thằng tố cáo tham nhũng đấy. Nhưng mà cái âm mưu của chúng mày là không phải. Cái âm mưu của chúng mày là không phải như thế. Chúng mày lợi dụng vào cái đó để chúng mày muốn cướp đất nước. Để cho cái lũ mẹ mày giặc giáo chúng mày nên nắm chính quyền. Hiểu chưa? Chứ còn chúng mày mới có bằng chứng chúng mày mang lên nó còn thưởng tiền cho chúng mày. Cản trở thông tham nhũng thì mẹ mày mới cản trở được. Nhìn qua những cái vu khống của chúng mày là tao biết rồi. Tao hỏi mày nhà nước người ta cướp đất của chúng mày làm gì, người ta còn chia đất cho dân. Thấy chưa? Mẹ mày chẳng qua là giải tỏa để mà nhường làm những cái khu công nghiệp, những con đường lớn. Thì chúng mày này muốn nhiều tiền nhưng mà tham thấy chưa? Mẹ mày lúc nào cũng cấn thị thêu, cấn thị gì ấy. 3.000 hộ, 300 mấy, 3.000 mấy hộ thì người ta nhận tiền, còn có 9 hộ gia đình không nhận tiền đền bù, chúng mày còn bốn là đáng cướp đất, đáng nó cướp đất. 3.000 mấy hộ sao họ nhận tiền họ về hết mà còn mấy hộ chúng mày không nhận tiền, 9 hộ không nhận tiền. Chúng mày đừng có lợi dụng vào đó để chúng mày khốn nạn. Ừ. Chúng mày đấy đúng là con ai bạn một suốt ngày chúng mày đi biểu tình nữa. Làm gì có ai cướp đất đâu. Chính quyền là người ta chỉ có lo cho người dân vì người chính quyền cũng là người dân mà người ta cũng chỉ lo chứ người ta mang về nhà chứ đâu mà người ta cướp đất. Đấy, mày có con người mày đầu bằng đấy rồi chứ mày phải biết chứ mày cứ dùng cái từ cướp đất. Người ta giải tỏa đền bù để làm khu công nghiệp, để làm những con đường lớn, để làm trường, làm trạm thì chúng mày phải nhận tiền đền bù chứ mày kêu ít. Đấy nhá. Đấy nhá. Chúng mày có đòi mẹ mày 1 mét vuông đất cho kể có 1 triệu thôi, chúng mày đòi 10 triệu đi ông cụ, chúng mày có tiền đâu mà đền chúng mày. Chúng mày có nói là đảng cướp đất thì chúng mày nói có như mẹ mày nói trẻ con nó không nghe được. Mày mà có bằng chứng được người ta thưởng tiền cho chúng mày. Suốt ngày mày nèm bèm. Lợi dụng cái chính sách của nhà nước là chống tham nhũng là chúng mày cũng cứ lại chống tham nhũng. Thì mày không cướp hơn người ta. Thấy chưa? Bởi vì làm sao tao nói cái câu đó, bởi vì chúng mày có cái nguồn gốc. Thấy chưa? Chúng mày có nguồn gốc từ đời tổ tiên chúng mày rồi. Đấy đúng đấy, ông bạn này nói về đấy. Chống tham nhũng là chủ trương của lớn của nhà nước nhưng mà nó lợi dụng cái đó. Nhá, nó lợi dụng cái chống tham nhũng để nó xuyên tạc đất nước. Rồi lợi dụng cái tự do dân chủ là trên cộng đồng mạng là chúng mày tự do ngôn luận chúng mày nói mua lá mua lếu. Oan cái gì chúng mày, cả một đất nước này nó có hàng mẹ mày 90 mấy triệu dân mà có mấy con người kêu oan mẹ nó oan đi xin sang này, đùng đầu. Nói cho xin sang biết này, oan ấy, dân oan oan đấy chị, oan tham oan thị màu, cái nhóm dân oan đấy, dân oan do ai lập ra? Do Dũng Vô Va thì ai được chỉ thị lập ra là Rô Sơ Đào với ông Hạnh Đào lập chỉ thị Dũng Vô Va lập ra. Tao nói cho cái thằng tú nê này này ở Ngô Thị Nhậm đấy là nó có một cái đám ấy, là khi có một cái phái đoàn nước ngoài đâu đến ấy là nó chờ vờ nó năn ra nó cứ bêu nó căng khẩu hiệu cho nó năn ra đường nó chờ vờ là tham nhũng để cho nó quay phim để nó được tiền nghe chưa. Thế là có một cái nghề khốn nạn đúng như rồi. Vậy mẹ có cấn thị thêu nghe chưa, lúc nào cấn thị thêu cấn thị gì nghe chưa, chúng mày thì mẹ cái lũ giặc giáo rồi chúng mày. Ba mẹ con cấn thị thêu. Ừ.
Nó có một cái bằng chứng là 3.000 hộ, hơn 3.000 hộ người ta nhận tiền, mà còn 9 hộ gia đình không nhận tiền mà nói là đảng cướp đất với nhà nước cướp đất. Ta hỏi mày cướp làm gì? Người ta cướp để người ta xây các công trình công cộng. Cướp gì chúng mày? Chúng mày muốn ăn cướp của người ta thì có. Cụ chúng mày, cái lũ giặc giáo chúng mày, đời ông đời cha chúng mày, mày không, mày đừng nói thì người ta không rủa, đời ông đời cha chúng mày, đời ông trời cha chúng mày, nhục nhã như con chó ấy. Bưng bô cái gì? Bưng bô mà cái thằng ông cụ nhà mày, thằng tổ nhà mày ấy, thì mẹ mày bị cộng sản nó đánh nó tụt quần hết, đu càng sang Pháp đu càng sang Mỹ, còn bưng bô cái gì? Đấy là sự thật chứ bưng bô cái gì? Mày ngon sao mày không đánh lại cộng sản đi? Mà bây giờ chúng mày cứ tức cộng sản. Mày ngon chúng mày đánh lại đi, chúng mày đi biểu tình nó đoán chúng mày cướp lại. Mẹ chúng mày. Thằng Pháp à, chút cái đội này toàn bị bọn Tân Thái, Benny Trường với cái nhóm Ba Sọc ở hải ngoại lợi dụng hết không biết gì. Nói tóm lại là cái lũ giặc giáo này nói thẳng với nhau ra là nó là cái loại mà địt mẹ tổ tiên, thì chúng nó là bán cho Pháp rồi chứ ăn cơm canh cấn của thằng Pháp. Bây giờ là cộng sản nó lật đổ chính quyền, nó lý lịch nó không ra gì thì là nó tức chứ có gì đâu. Mà còn trong miền Nam cũng vậy, cái lũ giặc giáo, lũ ngụy quân ngụy quyền, nhưng còn ai chống đối đâu. Thế còn chúng như mày không kiểu nói nha. bây giờ chỉ có một số cha đạo nó lợi dụng vào việc tín ngưỡng tôn giáo, để lợi dụng vào việc đó để tuyên truyền xuyên tạc, để kích động con chiên giáo dân của mình làm sai trái đường chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi thôi mà anh. Chứ thực chất cái bản chất của giáo dân ấy, thì rất là tốt. Như được như cha Thục, cha Nam, cha Tân đấy, mấy thầy cha đấy được CIA nó đào tạo, Việt Tân nó tuyển mộ, CIA đào tạo nó tung về nước, nó toàn làm loạn, làm hại dân, hại ngay cả đồng bào giáo dân tại khu vực đó. Nói tóm lại là cái lũ này là cái âm mưu của chúng nó là nó xuyên tạc suốt ngày, là nó chọc ngoáy, nhưng mà cái mà chúng nó nói ra nó chỉ là cái cớ thôi. Cái cớ để làm gì? Cớ để chúng nó gọi là lợi dụng cái tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng cái sự gọi là ngôn luận, cái dân chủ để mà lật đổ chính quyền, để cho cái chế độ cũ theo Pháp, theo Mỹ nên nó làm lãnh đạo. Thế thôi. Chứ cái âm mưu chúng nó thì bây giờ nó cứ cựa một cái là chúng nó nổi loạn, chứ chẳng Vimosa thì nó đã đền bù rồi, nó làm sai nó đền bù rồi, suốt ngày nó cũng lại thực phẩm bẩn. Ít mẹ thằng Trung Quốc nó xuất khẩu sang Việt Nam cái hóa chất để cho người Việt Nam làm nông nghiệp, làm công nghiệp, thì người Việt Nam làm sai mục đích đi chứ. Nhưng mà cái chất mà chúng nó đeo xin của thằng Mỹ đấy, nó trả chết bao nhiêu triệu người, nó nói gì đâu. Con mẹ chúng nó đục cái sao chúng mày không, cái dọc cái giải Trường Sơn, bao nhiêu cái trang liệt sĩ, bao nhiêu gia đình bị chất độc vào cho cam, chúng mày không nói với tao một câu. Còn thằng Trung Quốc, tao hỏi mày, thằng Trung Quốc nó sang Việt Nam, nó mang thuốc độc sang Việt Nam bao giờ? Nó chỉ xuất khẩu hóa chất để cho người Việt Nam làm nông nghiệp, làm thực phẩm, làm công nghiệp, nhưng mà mình làm sai mục đích đi thôi. Có một số người làm sai mục đích, của đa số là làm, người ta làm đúng mục đích. Trước ngày Trung Quốc cái nọ, Trung Quốc cái kia, có một số người làm những người làm sai, tôi còn hầu như là cái ai, cái thằng chúng mày đã nhìn thấy thằng Trung Quốc nào nó sang Việt Nam nó dí tay nó làm những cái gì bây giờ chứ, làm bùi nó rồi. Mẹ mày, có thằng Mỹ đấy, nó tay nó bay nó lợi lợi dụng vào cái việc cơ chế thị trường mở cửa, xong cái buôn bán hóa chất để phục vụ nông nghiệp ấy, thì nó lợi đúng dụng rồi, vào việc đúng. Đó để kiếm lợi, trục lợi cá nhân, để nó tẩm ướp hóa chất đó để bảo quản thực phẩm được lâu dài á, là Đạt Văn Trần làm nói đâu buổi hoa trừ quả tụng nó rồi đại ca, đúng là Đạt Văn Trần đây. Bởi vì lúc đấy nên cái thằng một cái thằng giặc giáo nó nên nó muốn láo anh chửi thôi, nói tẹt nó ra cú lê đấy. Các thằng giặc giáo ấy, mẹ mà chửi tuột nó ra cho nó nhanh chứ. Mục đích của chúng nó là khai dân trí gì, tụi nó nhịp mẹ chúng nó chỉ muốn là làm lãnh đạo chứ có gì đâu. Nói tuyệt nó ra cho nó nhanh.
Làm lãnh đạo thì bọn nó có chịu học đâu anh. Khổ. Chào chị Cao Thị Một cái lồn mẹ Thùy chúng nó, Hương. cái lý lịch nhà chúng nó đã bổ rồi, cái lý lịch anh đưa lên tường nhanh ấy. Đời ông nội thì bán tổ tiên cho Pháp, đời cha nó thì làm tay sai cho thằng Mỹ, bán thân cho thằng Mỹ, mà đời nó bây giờ nó là đòi làm lãnh đạo thì lãnh đạo cái gì, lãnh đạo mấy con chó. Anh ạ, à, đừng có tức Ủy giận ban cũng đủ rồi, với những người như như Tú Lê này làm gì tức giận với những người đấy thì nó hại não mình thôi, chả làm được cái gì cái đám đấy, nó chỉ một đám ô hợp thôi. đúng không? Đấy, thằng Tú Lê này rồi sẽ được đi nghỉ mát như là Lê Văn Thể, thì mày lúc đấy mày mở mặt mày ra. Chứ còn mày đi chống tham nhũng thì bây giờ nó có luật phòng chống tham nhũng, nhưng mày có đúng luật mày làm ấy chứ, mày còn được thưởng, mày còn được thưởng nhà nước, còn thưởng tiền với những người nào tố cáo tham nhũng đấy này. Bởi vì tao nói thẳng mày nha, tao nói thẳng mày ngày ra này, con người ấy là người ta quản lý con người bằng pháp luật, chứ không ai quản lý con người cái lòng tham với cái sự gian trảo của con người được. Con người nó cứ gian lắm, gian hết chỗ nọ, gian chỗ kia, kể cả mày còn gian hơn chi người ta. Cho nên là nếu như mày có bằng chứng thì mày cứ đi tố cáo, người ta thưởng tiền cho mày. Thì tao đéo có bằng chứng, tao chỉ ngồi đây này, tao chịu được. Tao nếu muốn đi làm tao tố cáo được, tao được mấy chục triệu, mẹ mày đéo đéo phải đi làm, không biết Gặp đúng ngay không? cái ông tham ô nghìn tỷ không phải mấy chục triệu mà anh lại có vài tỷ như chơi ấy, lại được thêm cả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch nước đấy. Nhưng mà nói là nó vì cái lũ này là nó cứ nên nó xuyên tạc nên là mình tức. Chứ còn thực tế là nói là những cái mà bất công trong xã hội thì mình cũng là những người làm sao mà mình bênh vực chúng nó được, mình cũng tức chứ. Nhưng mà thực tế là nói là chúng có ít thì nó xít ra nhiều. Người ta nên làm lãnh đạo, tổng bí thư người ta nên làm lãnh đạo, người ta cũng 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 đau đầu lắm khi người ta bắt những cái vị lãnh đạo cao cấp làm tham nhũng, người ta cũng phải mẹ suy trước đoán sau rồi, là cũng phải đủ trò mới bắt được, chứ đâu phải đơn giản đâu, thế phải ủng hộ người ta. Nhưng mà chúng nó đâu nghĩ đến cái chuyện đó, chúng nó chỉ biết là cho thích lật đổ chính quyền, lật đổ cộng sản. Mục đích của chúng nó là cứ lật đổ chính quyền, lật đổ cộng sản để cho giặc giáo lên. Bố đưa ra tố cáo bí thư tỉnh, bố dám đi với Tú Lê, mày đưa hồ sơ lên, mày có bằng chứng thực tế, bố dám, bố dám, bố đi đố tôi, không 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 gì đâu. Nhưng mà cái bằng chứng ở mày là bằng chứng chính giả hoặc là mù mơ. Chả có gì không dám cả, bằng chứng thật à. Đến cả lãnh đạo của bộ thứ trưởng hay là ông cục trưởng gì đấy làm sai có đầy đủ bằng chứng đều tố cáo, đều nằm trên thớt hết, Làm tin cho thế. củi vào lò đốt sạch đấy. Bây giờ ủy viên Bộ Chính trị, cục an ninh, cục trưởng cục an ninh nó còn, người ta còn còn đưa vào vào kho nữa, là huống chi là mày của mày tỉnh là cái gì, chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh là cái gì, có điều là nó phải có bằng chứng. Thấy nhá, tôi chờ hoài mà không thấy lật đổ, nó có lật làm sao được. Chúng nó có hô hào để cho những người người dân thiếu hiểu biết là nên đứng dậy nổi loạn, là đi vào kho, còn nó trốn mất. Thấy không? Tụi nước Nó ngoài trốn nó để kiếm tiền. cái tụi nước ngoài ấy, thì nó ở bên đấy nó được tiền, nó lại ngồi bên nó chung đùi. Bao nhiêu thằng ấy mày nhập kho ấy, có ai ai cứ tham được, chúng cho con mua cho nó được lon nước nào. Đấy, biển mặn này, Lê Minh Thể mấy ngày hôm nay này, Trương Hoài Ca này, rồi là mấy con nấm liếc gì đấy, Mẹ mấy nấm. cái con rồi mà cái thằng gì tuyệt thực đấy, mày đã thằng Tú Lê đã thằng Tú Lê đã mua cho nó được lon nước nào chưa? Tù nơ, à hôm nọ nó lên nó nói với anh cái anh lên cái diễn đàn của thằng nước ngoài, nó nói là ở Việt Nam mình có 100 mấy tù lương tâm, nghe chưa? Nó ở Việt Nam mình hiện tại bây giờ đang có 100 mấy tù lương tâm, anh nghĩ làm sao? Thế mình lời nói là trên thế giới này là không có cái loại tù đéo là tù lương tâm, mà chỉ có ở Việt Nam nói ra thôi. Mà nếu theo anh thì là
cái loại mà lương tâm tốt thì để lại, còn loại lương tâm tù lương tâm, cái loại mà người thối nát thì bắt đi tù vậy thôi. Thì lương tâm tốt thì có ai người ta bắt đâu, còn cái loại lương tâm thối nát thôi thì bắt đi tù để làm gì. Tù thì còn tù lương tâm, mẹ mày. Trên thế giới này, ở Việt Nam mới có cái kiểu tù lương tâm là thứ nhất, thứ hai mới có cái dân oan đấy, thứ ba mới có cái nhóm hiến pháp. Trên thế giới này Lê không Minh Thể, có nước Hùng nào Diêu Linh nó này, Nguyễn Thanh, Tú Lê, Hùng Diêu Linh này rồi sẽ vào khói. Thì nếu như bây giờ Linh xiêm người Việt tha đấy Nam anh mình ạ. ấy, người người Việt Nam mình mà nói là có tù lương tâm thì cũng được thôi, vì cái lương tâm thối nát thì cho đi tù. Còn cái thằng Tú Lê này này, lương tâm mày thối nát mày thì đi tù. Không đáng cho anh căng thế, nhưng mà cái tụi này nó bực lắm em ạ. Suốt ngày ra giả là mùng 4 hết mùng 2 rồi biểu tình, mùng 4 biểu tình, hôm nay lại 13 biểu tình. Suốt ngày. Việt Nam không có nhà tù lương tâm, anh công nhận rồi. Cả thế giới này cũng không có nhà, cũng có tên gì tù lương tâm. Nhưng mà nếu chúng nó thích nói lương tâm thì mình nói là lương tâm thối nát, cho đi tù. Nó hỏi anh trả lời như vậy đấy. Nó hỏi là có 300 mấy tù lương tâm, có 100 mấy tù lương tâm, anh nghĩ làm sao? Thì mình bảo là cái loại lương tâm thối nát thì cho đi tù để làm gì. Ha, có lương tâm đâu mà tù ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Con lương tâm, con người đã có con lương tâm thì làm gì có tù, không có lương tâm thì mình phải tù chứ. Dương Vi này, cho cái thằng Dạ. thằng 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 đó lên, nó có bảo đủ bằng chứng nó phách vào đây cho anh bịt mẹ nó. Anh đi anh kiếm ít tiền, anh mau lên anh đi tố cáo hộ nó. Vâng. Nó có bằng chứng ra cho mọi người Dạ. xem cái mức độ này. Còn nói mồm với Dạ ai anh chả nhảy nói được. xuống nhá. Anh nhảy Rồi, xuống nhá. mồm. Dạ. Rồi. Em mời Tú Lê lên để xem Tú Lê có bằng chứng gì không, có bằng chứng. Láo em đá xuống luôn đó. Em mời anh Tú Lê lên. Chào Hưng Thanh. Chào Nguyễn An. Đấy nha, người ta nói Dương Vi này nha, người ta nói thằng Khải Định Dạ. này nha. Cái thứ nhất, thằng Khải Định mày chửi tao nha, mày nhớ cái mặt mày nha, mày nhớ rằng tao là mày.